Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với lại học bơi Hà Nội Cô Như Ý, website dạybơi.vn, hotline 0981123345. Trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều bạn gửi đến trung tâm những thắc mắc liên quan đến vấn đề kính bơi. Là tại sao mà khi em đeo kính vào một lát thôi là kính đã bị mờ sương, gây cái hiện tượng đục khó chịu trong cái quá trình mình bơi. Giải thích với các bạn rằng là thứ nhất là các bạn phải để ý đến cái vấn đề đó là kính bơi của bạn. Cái loại kính bơi của bạn nhiều kính là nó sẽ không có cái lớp chống sương, cũng như là cái môi trường nóng lạnh tác động thì gây cái hiện tượng mờ sương, nó là một hiện tượng rất là bình thường và xảy ra phổ biến. Vậy thì để mà triệt để hóa được cho các bạn, giúp cho các bạn bơi được thoải mái hơn thì hôm nay thì trung tâm sẽ hướng đến cho các bạn một cái loại nước rửa kính, và cái nước này nó chính là cái nước chống sương cho các bạn, giúp trong quá trình bơi của các bạn không bị đọng sương. Vâng, đây là dòng sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn, đó là dòng sản phẩm kính chống sương. Tại sao mà tôi nói là dòng sản phẩm kính chống sương? Vì đơn giản như ở các video trước thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi, có nghĩa là khi mà các bạn bị đọng sương là do môi trường nóng lạnh, nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ nước không đều nhau, hoặc là vào mùa đông thì là cái kính của mình là dễ bị đọng sương. Vậy thì chúng ta phải giải pháp của chúng ta đó là dùng cái nước xịt để chống đọng sương như này thì rất là ok. Và cái màu cái này thì có hai màu, đó là màu hồng và màu đen. Đây, các bạn thích sử dụng màu nào cũng được, thực ra là vỏ màu khác thôi chứ còn nước thì cũng như nhau. Và tôi hôm nay thì tôi nói đến cho bạn là cách sử dụng như thế nào để cho nó đúng. Thì các bạn lưu ý này, đối với lại những cái mà dòng kính như thế này đấy, thì khi mà các bạn xịt ấy là các bạn lưu ý này, không xịt quá xa, chúng ta không nên xịt quá xa như thế này đấy, đúng không ạ? Chúng ta phải xịt gần vào, đứng gần vào đấy, là sao để cho cái nước xịt nó vừa vào trong hốc mắt của chúng ta là được. Để, và cái thứ ba đấy là các bạn lưu ý này, chúng ta khi mà xịt xong ấy là chúng ta không nên rửa kính bằng nước đấy, hoặc là lau bằng giấy khăn giấy như thế này thì là sẽ không ổn nhé. Vậy thì các bạn phải xịt gần, đây các bạn xịt này, thực hành luôn này, các bạn xịt gần vào đấy. Sau đó thì các bạn lấy cái ngón tay của mình ấy, xoa đều là được, và sau đó thì chúng ta đeo vào cái mắt của mình là ok. Nói chung là đảm bảo trong cái quá trình mà bơi của bạn là sẽ không bị đọng sương nhé. Thì nhớ những cái vấn đề là các bạn nhắc lại là không được lau, xịt xong thì không được lau bằng giấy, không được rửa bằng nước đấy, và nếu mà kính ướt thì các bạn phải lau khô trước khi xịt nhé. Và cái dòng sản phẩm này nó rất là, chúng tôi nhắc lại, nó rất là tốt và không ảnh hưởng bất cứ gì đến gì về đến mắt, tại vì đây nó là một cái dòng rất là thương hiệu rồi. Và đặc biệt nữa là dòng cái giá cả của nó khá là êm ái để cho các bạn vừa được tốt mà giá cả lại phải chăng. Nếu mà bạn nào muốn thì các bạn cứ liên hệ lại với chúng tôi nhé. Đấy, nếu mà bạn nào muốn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại của trung tâm 0981123345, hoặc các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website dạybơi.vn của chúng tôi và liên hệ đến người bán hàng 0961100123. Thì nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn kỹ cho các bạn hơn. Trung tâm xin nhắc lại cho các bạn một lần nữa về cách sử dụng cái dòng sản phẩm này nhé. Thì khi mà các bạn xịt cái dòng sản phẩm này vào kính ấy, thì các bạn nhớ là để cho mắt kính khô. Sau đó thì chúng ta xịt gần vào. Đấy, chúng ta để gần, không xịt xa nhé. Tại vì cái này nó là cái xịt xương nên là các bạn xịt xa nó rất là lãng phí mà ra ngoài. Đấy, xịt gần vào. Sau đó thì chúng ta dùng cái ngón tay, chúng ta xoa nhẹ. Đấy, xoa nhẹ như thế này là ok, và bắt đầu chúng ta đeo vào bơi là được, không vấn đề gì cả. Các bạn lưu ý này, mỗi lần bơi thì chúng ta xịt một lần nhé, tại vì cái này nó chỉ có tác dụng ở trong một lần chúng ta bơi thôi. Đấy, hôm sau thì các bạn lại xịt lại. Nếu mà bạn nào mà cần đặt hàng hay gì đấy thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp qua thông qua số điện thoại bán hàng của trung tâm 0961 100 123, hoặc nếu các bạn nào có thắc mắc về vấn đề về kỹ thuật cũng như có một phản ánh gì đấy thì các bạn cứ gọi điện lại qua số hotline của trung tâm 0981 123 345. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.